Đây không phải là nhà vệ sinh nữ đâu, Sudet. Cho gọi tất cả các chức quyền của các đơn vị điều tra. Ta phòng họp lúc 2 giờ. Ông cho gọi tôi thưa đại tá. Coroli, làm ơn. Ít nhất thì cậu cũng không cần gọi cho đại tá lúc riêng tư như vậy. Nhìn cậu mệt mỏi đấy. Lần cuối cậu ở nhà là khi nào? Ngày hôm kia. Đôi khi cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Đâu có gương mặt nào hay cảnh sát nào được nghỉ ngơi trong vòng 10 ngày qua. Sẽ không có cho đến khi còng tay được khóa lại. Nhưng chúng ta có một vấn đề mới. Chúng ta phải đối phó với một đặc vụ của Interpol. Interpol thì liên quan gì tới việc này? Vụ án nó dính tới tính chất quốc tế à? Có lệnh mới từ buổi chiều. Lệnh dán nhãn hồng. Từ ở trên hả? Ừ. Chính trị thì có liên quan gì tới việc này? Chuyện gì cũng liên quan tới chính trị. Và bây giờ cảnh sát thì đang bị giết. Như đã báo cáo, có 3 sĩ quan cảnh sát bị bắt cóc và bị giết bởi một hung thủ ẩn danh trong vòng 10 ngày qua. Theo như lời thông báo của cảnh sát trưởng, Cục Bảo vệ Cuộc Sống đang xem vụ án này là ưu tiên hàng đầu và đang gia tăng thêm nhân lực điều tra, với việc cả 3 nạn nhân đều bị tra tấn một cách tàn bạo. Các chuyên gia đang nghi ngờ vụ này là một nghi lễ được thực hiện bởi nhóm các hung thủ.
không thể loại trừ khả năng có một giáo phái đứng sau vụ án này. Nhưng người phát ngôn cảnh sát không thể xác nhận hay phủ nhận điều này về lợi ích của vụ án. Tôi sẽ đến ngay. Chào ngài. Vào gọi xuống đi. Tôi gọi cậu vào vì điều tôi nói có liên quan đến cả hai cậu. Tôi có thể hỏi chính xác là về cái gì được không? Giờ là mùa đông của sự bất mãn của chúng ta, làm cho mùa hè vĩ đại bởi người con của George. Chúng ta có một cái nhọt sau lưng rồi. Cái nhọt đó tên chính thức là đặc vụ Interpol. Các anh sẽ là người hộ tống anh ta. Cái gì? Điều đó có nghĩa chúng ta phải bận rộn cả ngày với một thằng nước ngoài sao? Đúng vậy. Đại tá, tôi có thể hỏi đặc vụ này là ai? Thì nhiệm vụ của anh ta là gì không? Tên anh ta là John Holden, nhưng chúng ta vẫn chưa biết mục đích chuyến đi của anh ta là gì. Nhiệm vụ của chúng tôi liên tục hỗ trợ giám sát. Khi nào anh ta tới? Không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Từ ở đây cũng như ở nước ngoài. Khởi đầu tốt đấy. Dân. Đại tá, một đặc vụ Interpol đã tới và muốn gặp ông. Đưa anh ta vào. Chào các anh. Chúng ta có thể không nói tiếng Anh, nếu như vậy tiện hơn. Tôi được đăng ký với tên của Janot Hondi ở Best. Tôi đã được thông báo về sự có mặt của anh, nhưng tôi không được thông báo về bản chất sự tham gia của anh trong cuộc điều tra. Nếu mà Interpol nghĩ họ có thể can thiệp vào một vụ án, nếu mà trái tim đồng nghiệp của chúng tôi bị xé ra, thì họ lầm rồi. Và họ cũng đã lầm khi nghĩ rằng họ có thể ra lệnh cho chúng tôi từ London. Caroli, chúng ta có thể nói chuyện về chuyện này rồi. Các anh, tôi muốn làm rõ rằng tôi ở đây để giúp đỡ. Cả châu Âu đã bị chấn động về chuyện này. Mức độ đe dọa khủng bố đã được nâng lên ở nhiều quốc gia phương Tây. Anh có thể soi sáng cho chúng tôi là Interpol sẽ giúp được gì cho đội của tôi. Tôi được gửi đến với tư cách là một chuyên gia. Dĩ nhiên rồi, anh ta đến từ London và có thể phá án trong chớp mắt. Chuyên môn của anh là gì, anh Holden? Chỉ đơn giản là giết người hàng loạt thôi. Tôi cho rằng ông không phiền nếu tôi xem hồ sơ chi tiết của ba vụ án. Một căn phòng đã được chuẩn bị cho anh ở tầng này. Anh sẽ tìm thấy mọi thứ trên bàn của mình. Có lẽ chúng ta không cần phải chú ý quá đến Holden. Mặt tốt anh ta không có vẻ trịch thượng của phương Tây. Vì anh ta là người không ra đi, chuyện đó cũng ngạc nhiên đấy. Ít nhất là chúng ta cũng không phải nói tiếng Anh cả ngày. Tôi phát ngán với cái vụ Interpol này rồi. Cuộc điều tra vậy là xong cho chúng ta. Chứ chúng ta phải chăm chẽ suốt ngày rồi. Giờ là 10:30, tôi sẽ đón anh vào lúc 6 giờ. Számunkra vége van a nyomozásnak, mert ezentúl ezt a bájgúnárt kell pesztrálgatnunk. 10:30 van, 18 órakor itt vagyok, érted? Rendben. Gab szia. Cái gì vậy? Osu, tôi chơi hợp quá đối thủ. Chuyện giá dẫn như vậy? Anh không có trong gặp xít. Nguyên tắc là gì? Tốc độ hiệu quả, đúng vậy. Vậy thì ngưng làm mấy trò hề đi. Osu, dần. Sensei, nếu tôi được phép nói, một người bình thường không phải là đối thủ của chúng tôi. Vậy à? Nếu tôi nói có hai hoặc ba người tấn công thì sao? Tôi giải quyết được. Cái này cho nói đấy nhá. Kiss, tôi hài.
Father, không cần kèm lại đâu. Osu. Đi về. Sensei, anh nói là chỉ có 3 trong 10 bọn họ thôi. Lúc thực tế thì ai là người nói cho anh sẽ có bao nhiêu kẻ tấn công? Osu chân, xin cảm ơn. Hello. Is that you, Johnny? How are things going in Budapest? It's just the usual warm welcome. This case looks trickier than I thought. And that's where I come in, I suppose, like always, when the tough guys get stuck. It's pretty ugly, believe me. You'd lose your sense of humor. Hear that, Carl? Odin is trying to tell me that something managed to get through that thick skin of his at last. Go on then, how can I be of assistance this time? I sent you an image of the symbol that the killers use. The boys here try to do some research, but I'd like you to run it through our central system. Okay. Anything else? Nope, Brett. That's it. But it's pretty urgent. Thanks. Anh đang nói bịp. Ở thời đời là một cú bịp lớn thôi. Được rồi. Để tôi xem anh có gì. Phụ nữ trước. Sẵn. Đừng làm gì đột ngột khi chưa khởi động đúng cách. Không thì sẽ dễ chấn thương lắm. Khốn thật. Nếu anh không phiền thì đừng để bụng. Năm con cơ trong một lần. Không ai may mắn như vậy cả, thằng khỉ à. Các anh. Sự tố không phải là chuyện may mắn. Dĩ nhiên là không. Đặc biệt là khi có thằng gian lận. Tôi sẽ giả vờ như chưa nghe thấy điều đó. Tôi sẽ chỉ lấy tiền một cách từ từ. Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Tao sẽ kết liễu mày. Tao sẽ moi ruột mày ra. Mày đâu có muốn chọc tao phải không? Tại sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mày chọc tao, tao sẽ bực. Nói thừa. Và khi tao bực, thì thằng đó sẽ đánh. Vậy kéo khi? Dạ thì sao? Này Bin. Theo tao, thì đây là quán rượu của mày. Và theo phong tục thì ở đây mày luôn đúng. Bỗng chốc lại thành quý ông hoàn hảo. Mày biết không, nếu mày tình cờ mở từ điển vào một ngày tao khuyên là nên mở ở một quý ông, mày sẽ thấy hình tao đó. Tin tao đi. Dạ dạ. Sao cùng? Vậy ngủ tiếp hay là chúng ta làm nhanh cho xong? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Again? Xin chào. Xin chào. Anh tìm ra gì chưa? Cái cách vụ án được thực hiện chỉ ra chúng ta là đám điên thờ quỷ dữ, nhưng hung thủ là những tên chuyên nghiệp. Cảnh sát có vũ khí bị bắt cóc mà không có một dấu vết nào. Chúng biết rõ camera giám sát ở đâu và điện thoại của các sĩ quan bị vô hiệu ngay lập tức. Tụi chúng tôi cũng đã biết những điều đó rồi. Tôi không chắc là đại tá đã thông báo cho anh chưa, đặc vụ Hondon. Là chúng tôi có vinh dự hộ tống anh khi anh còn tham gia vụ này. Ồ dân, tôi rất hân hạnh. Chúng tôi cũng vậy. Như thế là số phận đã mang chúng ta lại với nhau. Tôi đoán là Janot hoặc là John. Tùy anh thích cái nào hơn. Tôi sẽ chờ đợi trong sự vui mừng. Đặc dụng đó, cho đến khi chúng ta có một chút kết quả. Tôi không thể đồng ý hơn. Dân, cô đi Ajin. Mọi việc thế nào? Tôi tưởng cô ở Marseille. Tôi tưởng ngày mai cô mới gọi. Ừ. Tạm biệt. Slobodan, Chore, dạ. Anh kiểm tra anh ta chưa? Rồi, ông chưa hả? Rồi, tôi làm rồi. Dạ, anh tìm được gì? Tên anh ta là Jonas Hondi ở Bét. Cái này là thật. Trước khi đầu sâu vào khốn khổ của thời Mẫu giáo, anh ta đi đến Nhật Bản vào năm 4 tuổi. Vì bố anh ta, Geza Hondi, được bổ nhiệm làm đại sứ của Hungary ở Tokyo. Bắn đi một thời gian. Một vài khi anh ta xuất hiện tại trường cao đẳng cảnh sát của Budapest. Nên ta tốt nghiệp năm 1998 với tấm bằng xuất sắc. Tuy nhiên anh ta chưa bao giờ phục vụ trong cảnh sát của Hungary. Anh ta được học bổng hợp pháp tại đại học của Anibus. Giờ anh ta ở đây như một đặc vụ Quinterbon. Cũng không có gì nhiều lắm. Thật ra thì hồ sơ Quinterbon của anh ta còn khiêm tốn hơn. Ngoại trừ những chi tiết cơ bản, thậm chí còn không đủ thông tin để anh ta chứng minh việc anh ta có nhận lương hay không. Vì anh ta là một đặc vụ ngầm, không nghi ngờ gì nữa. Anh ta đã được sử dụng trong những chiến dịch ở nhiều nước. Người ta nói rằng phương thức của anh ta khá là độc đáo. Számos országban bevetették már. Nincs ő állthat dögön tár. Elég egyetiek a módszerei. De még nem lépett meg előre senki. Aha, Paco. You need to bring him in. I have a few questions. The problem is that Paco did a vanishing act when he got out and he kept his head down ever since. But in today's online world, it's impossible to hide from a master tracker like him was true. I can tell you he's not in London. Tell the crap, where is he? In Budapest. Chúng tôi sẽ đón anh vào lúc 8 giờ sáng. Ngủ ngon John, ngủ ngon.
Chào ông Casey, lâu rồi không gặp cậu. Xin chào Bella. Anh khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn ông, còn ông? Ừ. Còn sống và hoạt động được. Tốt lắm. Nhưng anh làm gì ở đây vào trời tối thế này? Tôi muốn xem một vài hồ sơ cổ. Anh sẽ tìm thấy vài cái ở đây. Được lắm, cảm ơn. Tôi có thể ở đâu? Thưa anh em, cho xin đi bia nhưng làm nó lạnh nhé. Con đó, nghe nè anh bạn. Tôi muốn xăm mình. Anh biết thợ nào giỏi không? Nghe này, tôi không phải bạn hay anh em gì cả. Hiểu chứ? Ừ. Và đây là quầy rượu chứ không phải tiệm xăm. Được rồi, không cần phải bật đâu. Tôi chỉ nghĩ là anh biết ai đó giỏi thôi. Tôi không biết anh muốn gì từ tôi. Nhưng nếu mà anh cứ tò mò như vậy thì da của anh sẽ bị kim, bởi kim lớn đấy. Hiểu chưa? Ừ, cảm ơn vì đã cảnh báo. Có người gợi ý cho tôi người tên Paco. Giờ nghe đây. Chưa bao giờ nghe đến tên đó. Cảm ơn. Đi đi. Bố, ờ Johnny, bây giờ con phải suy nghĩ tới cái gì? Con không phải suy nghĩ tới gì cả. Nhưng con có thể làm gì không? Được chứ. Và con nên nghĩ tới cái gì? Nghĩ đến gì đó tốt đẹp. Và nếu lỡ con ngủ, vì tao bố hy vọng con sẽ mơ thấy gì đó tốt đẹp. Xin chào. Xin chào. Xin chào đại tá. Đại úy đang muốn gặp ông. Cảm ơn. Chào DDT. Cuối cùng cũng gặp anh. Buổi sáng tốt lành. Tôi sẽ không tuyên bố như vậy. Anh biết ai gọi tôi tối qua không? Ngài thị trưởng. Làm sao anh biết? Dĩ nhiên rồi. Anh không biết mọi thứ, trừ những thứ quan trọng nhất. Đúng. Tôi sẽ tiết lộ tất cả trí tuệ của mình nếu tôi biết ai là hung thủ. Tôi không nghi ngờ điều đó. Vấn đề là chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì, đúng không? Anh biết ngài thị trưởng nói gì không? Tôi đoán là ông ấy bày tỏ sự thương cảm với những đồng đội đã chết của anh. Nhấn mạnh rằng, ông ấy nhận thức được vụ này có sức ảnh hưởng như thế nào đối với cảnh sát. Kết quả là đã đến lúc để đưa ra câu trả lời. Nói tôi nghe điều gì đi. Anh có nghe lén điện thoại tôi không? Nếu mà tôi có khiếu hài hước, thì tôi sẽ nói tôi nghe lén ngài thị trưởng. Nhưng tôi không biết đùa, rất là không biết cả.
Tất cả cảnh sát trong thành phố đều đã kiệt sức. Họ hiếm khi ngủ được và phải làm việc với những kẻ điên. Hung thủ chắc chắn là phải tốn công sức khổng lồ cho kế hoạch này để không bỏ lỡ hơn một chút dấu vết nào. Anh biết ngài thị trưởng còn nói gì với tôi không? Thôi khỏi đi đại úy. Không, tôi lại đoán đúng một lần nữa. Tôi không quan tâm đến việc tái ứng cử của ông ấy. Nhưng nếu anh nghĩ việc này sẽ giúp cuộc điều tra tiến xa hơn và sẽ trấn an được ngài thị trưởng, thì tôi có thể giao giấy tờ của tôi trong vòng một tiếng nữa. Xin chào. Kế hoạch của anh hôm nay là gì? Tìm ra mắt xích bị thiếu. Ý anh là sao? Tôi cần một chuyên gia lịch sử để chắc chắn. Một chuyên gia lịch sử có thể giúp gì? Có thể nãy không thể, mà cũng có thể nãy giúp được rất nhiều. Theo kinh nghiệm của tôi, những người hàng loạt với số lượng nhiều như vậy thường có liên kết với bối cảnh lịch sử. Tôi hiểu, nhưng cái đó sẽ dẫn tới đâu? Nó sẽ dẫn tới sự thật là Caroli. Nếu đặc vụ Hondo nghĩ tới cái mà tôi đang bắt đầu nghĩ, thì chúng ta đều là những thằng ngốc không tưởng tượng được. Cái quái gì vậy? Nó chỉ có nghĩa chút đi. Nếu chúng ta tìm ra thời kỳ và nhóm mà ký hiệu có thể liên kết tới chúng, thì tôi có thể tìm ra nhiều hơn về đức tin của hung thủ. Rồi sau nữa, nếu đó là một giáo phái lớn, thì chúng ta đã biết tới nó. Nhưng trong vụ này, thì không phải vậy, nên chúng ta cần phải sự giúp đỡ của một chuyên gia lịch sử. Một kiến thức chuyên môn như vậy thì rất khó để tự làm. Giả sử rằng có thể xác định được giáo phái đó, làm sao chúng ta có thể tìm ra đó là ai, và khi nào có thể tìm hiểu họ. Giờ họ giết người trên ý nghĩa đức tin của mình, chắc chắn họ sẽ muốn để lại dấu vết để người khác biết. Nhưng giờ học trên đại học, những dòng tròn lịch sử có thể là những khóa học của các nhà khảo cổ. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu theo những manh mối này. Chỉ có một vài khoa có khả năng giải quyết những chủ đề như thế này. Đó là một núi công việc, nhưng nếu may mắn, hung thủ sẽ nằm trong số đó. Nếu anh xác định được nguồn, chúng tôi sẽ cho một đội điều tra theo cái đó. Nhưng tôi phải nói ông đừng hy vọng cao quá. Đối với mắt thường, hy vọng. Ngươi nên tạo nên một hình dạng thiên liêng ngọt ngào. Không có cơ hội nào để làm sáng tỏ những manh mối cơ bản như vậy. Nhưng nếu có khả năng có điều đó, tôi sẽ tập trung hết cho đó. Gizike, hãy cho tôi hiệu trưởng của Đại học Stefan. Xin các anh hiểu cho, đó không phải là chuyên môn của tôi. Không phải ông là trưởng khoa lịch sử sao? Đúng là vậy. Nhưng tôi nghiên cứu Ai Cập cổ, các kim tự tháp. Chúng tôi biết yêu cầu của chúng tôi với anh là rất khó. Được rồi, vậy để tôi xem. Cái này thứ gì đấy? Cái gì thứ gì? Hình dáng của những thanh kiếm. Nó có vị trí biểu tượng trong văn hóa châu Âu. Những thanh kiếm dài này chỉ được sử dụng ở đây thôi. Hay đấy. Yếu tố quan trọng khác là thời kỳ. Thời kỳ ư? Chúng ta có thể đạt một ranh giới khá rộng khi nào họ bắt đầu sử dụng những cái này. Thực tế là bất kỳ ai cũng có thể tích hợp những thứ này lên phù hiệu áo giáp của mình. Đó là khi tài liệu khoa học được cần đến.
có hàng ngàn cuốn sách nói về những khoảng thời gian này. Dù sao thì một điều chắc chắn là tôi sẽ không thể tìm hiểu cái này. Vì ai sẽ làm điều đó? Một giáo sư dạy ở trường này, một học trò cũ của tôi. Nhưng nếu có một người chắc chắn sẽ tìm ra một giáo phái bí ẩn trong thời kỳ tăm tối, thì sẽ là giáo sư đó. Và là tại sao như vậy? Chúng ta đang nói đến chuyện chuyên gia về ngành của cả nước đấy. Tuyệt, lại là một chuyên gia nữa. Tôi xin lỗi, anh vừa nói gì? Chúng tôi tìm thấy này ở đâu? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần hả? Tôi không biết hắn là ai hết, và không biết hắn muốn gì từ tôi. Lý do tôi miêu tả chi tiết hắn là để anh tìm lại trong trí nhớ của mình về hắn. Nam cao, nhìn khỏe khoắn, mặc áo khoác da và mang bút. Apache, anh có nhìn ở chỗ anh chưa? Ai cũng nhìn giống như vậy hết. Tên đó có cái gì lạ lắm. Hắn không giống mọi người. Nhìn hắn rất bình tĩnh, rất thoải mái. Tôi không biết tại sao tôi lại nói như vậy, kiểu như linh cảm vậy. Hắn rất điềm tĩnh. Cậu không hiểu đâu. Vì anh cảm giác đó là một tên khó chơi à? Tôi cảm giác yên bình. Nhìn lại thì tôi có thể cảm nhận được vài thứ khác. Kiểm tra xem hắn đã làm gì với ba thằng kia. Tên này không tầm thường đâu. Hắn biết đánh nhau, chuyện lớn quá. Ở đây ai cũng biết đánh nhau hết. Anh có nghĩ hắn sẽ quay lại để lấy thêm thông tin không? Làm quá gì mà hắn dám trở lại chứ? Hắn biết rõ là nếu quay lại thì sẽ bị thiến. Cậu không chú ý rồi, tôi không nói là hắn không biết đánh nhau. Nói nhiều hơn như vậy, hắn sẽ làm chính xác cái việc mà cậu nghĩ hắn sẽ không làm. Cuối cùng chúng ta cũng đồng ý cho sự thay đổi. Tôi tưởng giáo sư nói chúng ta sẽ gặp ở công viên. Đúng vậy, xin lỗi. Tôi là John Holden, đây là đồng nghiệp của tôi, thám tử của Celia và Rizet. Chúng tôi đang tìm giáo sư Tissai. Tôi là Yusa Tissai đây. Đây không phải là một chủ đề thực sự phù hợp với một quý cô, cũng như vụ án mạng của cảnh sát mà chúng tôi nhờ tới cô. Tôi sẵn sàng phục vụ các anh. Giáo sư Capati đã gọi điện cho tôi, nên tôi biết mục đích chuyến viếng thăm của các anh. Kinh khủng. Nghe này, bất cứ người nào cũng chấn động bởi việc đã xảy ra. Tôi thấy rất là bất thường nếu có ai đó lại không muốn những tên tội phạm phải sớm chịu những hình phạt thích đáng như chúng. Cậu phải hiểu rằng việc này không giống chuyện trinh thám đâu. Tôi tính toán là anh sẽ sớm nói cho tôi biết có thể giúp anh bằng cách nào. Nó không có thể là tôi phải tự tay đi bắt những kẻ giết người, nên tôi không lo về chuyện đó. Chúng ta đang theo dõi mấy người vậy cưng? Hai à, một trong số đó là tên Legadi, trong đơn vị án mạng. Chúng tôi đã theo dõi hắn 6 ngày rồi. Tên còn lại là cái con chuột biệt kích đó. Hay là gì đó, biết nhu thuật và mọi thứ. Đã theo dõi hắn 2 ngày rồi. Với tất cả sự tôn trọng, đã đến lúc thu hoạch rồi. Đúng không, Isaac? Đó là lý do tôi chọn tên đặc quý biệt kích này. Rồi, vậy tại sao chúng ta không làm? Đúng rồi đó, giết thắng đi, không cần chờ đợi đâu. Thấy không, Maisy? Đó là lý do cho thấy mấy chàng trai này không phải là bác sĩ phẫu thuật nào. Từ ngày chúng ta theo dõi người khác bao lâu? Ít nhất 3 hoặc 4 ngày. Giờ có một người đã chiến đấu suốt cả cuộc đời của hắn và còn lại được huấn luyện trong quân đội, có thể hành động dễ dàng và vụ màu xanh. Những người này muốn lao vào hắn như một tên làm thịt chó lao vào bò mộng vậy. Tập luyện thật chăm chỉ có thể bắt được hắn. Vấn đề không phải như vậy mấy thằng ốc à. Ai cũng có thể bị giết. 10, 15 đứa như các anh lao vào đó, đánh hắn đến chết bằng cái đèn trước và dây xích. Nếu chuyện chỉ có vậy, thì tôi đã tự đánh hắn rồi. Tôi đã đánh hắn như một con gà trống. Nhưng vấn đề là hắn phải được xử một cách lặng lẽ và không phải để lại dấu vết như những tên trước đó. Vậy giờ sao? Nghỉ một tuần nữa hả? Đầu tiên chúng ta gửi đến cái tên của Legadi này đi. Sau đó chúng ta tới chỗ đại úy. Ah!
Statue. Lúc qua có một anh chàng xăm hình có đâu ở đây? Có cao là không? Có. Tại sao lại nói? Thì em buồn thế kia được rồi. Tôi có để giải thứ lại với anh ta. Được rồi anh bạn. Giờ chúng ta đi dạo một chút. Không phải là anh đã có bạn cho một chuyến đi dạo vui vẻ rồi sao? Biết giận hả? Biết rõ ta đang nói về cái gì mà. Không, tôi không biết. Chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ nói chuyện ở bên ngoài. Tại sao không chứ? Mày xong rồi mặt đẹp à? Tao sẽ làm tóc mày rối anh bạn à. Lột da nó đi, đập nó đi, câm miệng. Mày đánh ba đứa bạn của tao trong ngày sinh ngày hôm qua. Tao sẽ giết mày. Đánh hay lắm. Đánh hay lắm đấy. Anh sắp xếp việc này à? Tôi mừng là anh thích nó. Tôi chỉ kêu bọn nó giữ chân anh cho tới khi tôi tới. Nhưng nếu chúng ngứa tay thì đây là cách anh nhận được tụi nó còn sống không. Anh muốn gì từ Paco? Một hình xăm. Một hình xăm. Đừng có nói là tôi cản đường anh làm đẹp đấy. Paco, anh gặp gương mặt này bao giờ chưa? Dĩ nhiên là rồi. Khi nào? Dạ đâu? 5 năm trước ở London. Và chuyện gì đã xảy ra vào 5 năm trước ở London? Chỉ là hắn đánh gãy bốn cái răng của tôi khi hắn bắt tôi thôi. Cái thằng này là cảnh sát à? Không, không phải cảnh sát. Đó là John Hondon của Interpol. Điều gì làm anh nghĩ tôi mới bắt hắn vì ma túy? Bác có nói là anh bắt nó và nó bị bắt vì thuốc. Khá rõ ràng anh là một trong những người phụ trách mảng thuốc, phải không? Chuyện không phải như vậy. Vụ bắt giữ đó có một câu chuyện đặc biệt, phải không bác cô? Thì đó không phải là một vụ bắt cóc chỉ vì thuốc. Ít nhất không giống như những người còn lại. Những người kia bị bắt bởi cảnh sát, họ bị tống giam cả băng. Nhưng tôi thì bị bắt một cách tách biệt bằng một bộ biểu diễn. Để không ai nghi ngờ, mày bập bẹ cái gì vậy? Nghĩa là họ gửi một thám tử nước ngoài đến để làm rùm beng cho bắt giữ của tôi. Chứ không ai nghĩ đến việc tôi khai mọi chuyện ra. Cái gì? Mày là thằng chỉ điểm cảnh sát London sao? Peter lùi lại. Dĩ nhiên là tôi không phải chỉ điểm của cảnh sát. Tôi không là chỉ điểm của ai cả. Tôi chỉ chán việc làm đồ chơi của mấy tên du côn bán thuốc cho tụi nhỏ trước khi trường học thôi. Nhưng không có được quay lại. Tôi cũng có một con dao dưới cổ mình nên lần tiếp theo bị bắt, tôi đưa thẻ của mình ra. Không quan trọng tôi rắc rưởi thế nào, nhưng chỉ điểm cảnh sát thì là đồ bỏ rồi. Cái này Petey, không ai quan tâm nếu anh hút cần hay có một số lúc vi phạm luật. Nhưng nếu anh bán thuốc cho tụi nhỏ, khi tụi nhỏ còn đi học,
tôi sẽ tự mình dẫn anh ra sân. Lúc đó anh phải cảm ơn tình bạn này. Vì nó mà tôi không lôi ruột anh ra, hiểu chứ? Nếu bà cô không phải đồ bỏ hay có tội gì cả, chỉ là anh bắt anh ta để giữ thể diện trước mặt bạn bè anh ta phải không? Và anh ta bị đấm gãy răng để tạo niềm tin. Cái đó hay lắm, tôi thề. Tôi nghĩ đã đến lúc làm rõ tình hình để tôi đặt những câu hỏi. Vậy làm sao mà cái biểu tượng tô điểm trên lưng anh lại giống y hệt cái được sơn bằng máu trên đầu của các nạn nhân? Tôi nói anh rồi, tôi chẳng liên quan gì đến mấy kẻ giết người đó cả. Tôi hoàn toàn trong sạch. Đó là điều anh phải minh chứng. Tao đã nói mày đừng đem cái mặt xấu xí của mày tới đây nữa. Mày là thằng quái nào? Trung úy Reggie, cảnh sát. Đứng lại. Đứng lại. Tôi bảo đứng lại. Tắt cái thứ vớ vẩn ra đi. Cái gì vậy? Cái gì trong túi đó? Anh không phải người tôi tìm. Xin chúc mừng Sherlock. Có người nào đó cứu anh trong một cuộc ẩu đả ở một đêm. Và anh cảm động thân hình săn chắc cùng với hình xăm đẹp đẽ của hắn, tới mức xăm lên mình một trong những hình xăm của hắn. Chuyện này xảy ra 8 năm trước. Và tất cả những gì anh biết là hắn tên là Rick, một người chơi xe mô tô và là người không ra đi. Đây là câu chuyện tuyệt đẹp nhất kể từ thời Romeo và Juliet đấy. Nói tôi nghe, sao chỉ có anh là người biết về những hình xăm sau lưng hắn? Có những chuyện Interpol biết mà cảnh sát không ra đi không biết. Tôi biết là không tốt khi giữ lại thông tin, nhưng tôi có quyền làm vậy. Tại sao lại làm vậy? Tại sao anh không xuất hiện cho đám cảnh sát và đập hết cái chỗ khỉ này đi? Chuyện đó thì có ích gì? Chắc chắn là anh không giữ bà cô đó. Các anh không nổi tiếng về việc làm lộ bí mật. Anh biết nhiều về chúng tôi đấy. Còn lý do nào khác không? Nghe đây, anh ta đã có can đảm làm chứng chống lại cả đám rác rưởi rồi. Nếu giờ tôi bắt anh ta thì anh ta sẽ bị xé ra trước khi kịp giải thích điều gì. Anh còn muốn gì nữa? Tôi đã nói với anh mọi thứ rồi. Trước hết là một tấm ký quà là chân dung của ân nhân anh. Chúng ta sẽ kiếm một họa sĩ. Ông tới nào sếp? Đang dài đi đây, Gizike. Đang dài một cách nặng nề. Một ông già tóc bạc tự lừa dối bản thân. Khi nhìn thời gian của mình trôi đi, gần càng già càng cay. Miễn là ông còn thuộc lòng thơ thì mọi chuyện vẫn ổn. Tôi tưởng ông đang ổn hơn nhiều so với những thám tử trẻ chứ. Tại sao lại ổn hơn? Hay bất cứ cảnh sát nào trên thế giới? Đây là công việc gì vậy? Điều tra hiện trường xung quanh những nạn nhân bị giết. Cuối cùng khi họ có kết quả thì lại phải chiến đấu đến chết với đám tội phạm để nhốt chúng lại. Tôi nghĩ ông cần phải nghỉ ngơi. Cho đến khi vụ này khép lại thì khó có cảnh sát nào có thể ngủ ngon được. Chính xác là anh đang làm chung ông gì?
Tới bây giờ thì chúng tôi chỉ biết anh không xử lý đám lạm dụng thuốc. Chứ mong của tôi là những đứa giết cảnh sát. Anh cần biết là chúng tôi có hợp tác với cảnh sát lắm. Nhưng nếu đó là những tên cặn bã thì chúng tôi có thể giúp một chút. Nên nếu chúng tôi có thể giúp gì, hãy cứ nói. Giờ tôi nói cho anh luôn đây. Rất đúng giờ, đây là các đồng nghiệp của tôi. Xin chào. Chúng ta ổn phải không? Doshi, dẫn đường đi. Theo tôi. Cảm ơn. John, tôi có cảm giác mắc cười là anh có một bất ngờ lớn giữ trong tay áo cho chúng tôi. Thường là chúng tôi ký quả nghi phạm dựa theo miêu tả của nhân chứng. Dường như có một anh bạn có thể quan trọng với chúng ta đấy. Anh biết không, đặc vụ Hondon, bằng cách nào đó tôi bị thuyết phục là phải được thông báo về việc anh có một chuyến đi ban đêm ra ngoài hay là không. Tôi có ấn tượng là buổi tối của anh khá bận và tôi không muốn làm phiền anh. Anh nói cái gì vậy? Cái gì? Nào nào Trung Quý, anh quên thông báo cho đồng nghiệp trẻ về chuyến phiêu lưu ban đêm của anh à? Không biết anh ta đang nói về cái gì, nhưng tôi quan tâm đến việc tại sao chúng ta mang một họa sĩ chân dung đến một quán rượu ngoại ô này. Chúng ta sẽ biết trong chốc lát thôi. Đợi đây nha. Cái gã tách rau la vậy? Nhìn đáng sợ quá. Anh ta là Apache Max, chủ nơi đây. Còn mấy ông cơ bắp nhìn giống mới ra tù kia thì sao? Làm sao anh kết bạn được với bọn họ? Tôi không có bạn. Tôi rất quan tâm đến cái mà anh muốn cho chúng tôi xem. Đây là người của chúng ta. Ai đây? Anh có thể cho họ xem. Nhưng đây là... Sao tên này vẫn chưa bị bắt vậy? Vậy ta không có liên quan đến những gì, những tên giết người cả. Những cảnh sát đó, biểu tượng mà ta tìm trong 2 tuần qua. Nếu ta có liên quan gì đến việc đó thì tôi đã bắt lâu rồi. Anh sẽ sớm biết được sự thật thôi. Đó sẽ là một cú bắt đẹp đây. Cầu cho may mắn. Cái gì? Tôi không thể nói tôi hoàn toàn tin câu chuyện của anh. Nhưng nếu đặc vụ Hondon đảm bảo cho việc đó thì tôi sẽ chấp nhận. Đúng đó. Nếu không phải cho nó anh nói thật thì tôi chẳng tin đâu. Tôi nói thật, tin tôi đi. Tôi không ngốc mà giết cảnh sát đâu. Đừng có đơn rỉ nữa. Họ tin anh rồi. Chúng ta bắt đầu vẽ được chưa? Tôi đã sẵn sàng nếu anh thích. Mã 01. Mã 01 là gì? Họ đã bắt được những tên giết người. Mã 01 nghĩa là cuộc đột kích chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhanh lên nào, không ta nói lại đây đấy. Qua sĩ ở lại đây. Chúng tôi sẽ gọi điện cho được đi. Ừ. Khu vực đã được bảo vệ thưa đại tá. Ừ, cảm ơn anh. Mọi chuyện tiến triển thế nào? Nói chị đi, bình tĩnh, Caroli. Ta bắt được chúng rồi. Ở đâu? Cách đây 3 dãy nhà, trong khách sạn đó. Một nghi thức kiểu vậy, nhưng chưa có ai bị giết hết. Bọn chúng đang chuẩn bị. Hai người giỏi nhất của Trung úy Harry đang quan sát bọn chúng. 1 phút, người của tôi đã sẵn sàng rồi. Đi đi, Harry. Tôi muốn bọn chúng còn sống.
Hiểu không? Nghe không, đồ con lợn. Ngồi dậy, tao sẽ đập mày chết đấy, thằng xấu xí. Tụi nó có gan để cho hết mọi việc. Và chúng ta đã bắt tận tay rồi đấy. Lời khai của chúng à? Chúng chưa từng giết ai hết. Và toàn bộ nghi lễ này chỉ là một trò đùa. Mấy thằng ngốc. Con tin của bọn chúng thì sao? Anh ta đã bắt tỉnh khi được đưa xuống khỏi cọc. Anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Tôi đoán là chắc là do cú sốc. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có gì đó không ổn ở đây. Cái gì? Cái gì không ổn? Cái gì chứ Đông Băng à? Nhìn cuộc đột kích này đi. Nó dễ quá. Không có gì lạ. Người có thể đi là những cỗ máy chiến đấu thật sự. Không có gì cản được họ. Rõ như vậy. Nhưng có cái gì đó làm cho mọi việc dễ một cách kỳ lạ. Ý của anh là con tin đã tỉnh lại và xác nhận câu chuyện của bọn họ. Anh ta nói bọn họ chỉ đang giỡn với nhau thôi. Ý nghĩa là chúng ta không bắt được hung thủ à? Chúng ta vẫn dậm chân ở một chỗ. Điều đó nhắc tôi. Nói tôi nghe Caroli, anh có thể soi sáng cho tôi làm sao mà một thám tử của đội đặc biệt lại có thể sắp xếp vào giữa đêm một cuộc bắt giữ kẻ tái vi phạm? Sự thật là tôi không chịu được sự bị động thế này. Tôi phải làm gì đó thôi. Tôi không thể ngồi. Không thể ngồi không cả ngày được. Nào nào thiếu tá, chẳng phải chúng ta đều với hành động bí mật sao? Đúng vậy. Đó là câu hỏi. Ý tưởng rất là điên rồ, nên tôi không muốn có ai đó liên quan cho đến khi tôi tìm ra được gì đó. Thôi nào Caroli, tôi phải năn nỉ để anh nói sao? Tại sao lại xuất hiện tại một căn hộ của Milos Arodi vào lúc đầu? Khởi đầu là tôi nghĩ rằng phải có một nhà lãnh đạo thông minh đứng sau những kẻ vi phạm này. Kẻ làm giả ý tưởng và ra lệnh cho nó. Nó quá thông minh, quá gọn gàng để trở thành hành động của một thằng khốn thờ quỷ thần nào đó. Nên tôi cố tiếp tục tiếp cận vụ án từ phía của tên lãnh đạo. Vấn đề là một người như vậy có thể không tồn tại. Thế giới đầy những vô lý và những chuyện đó bằng cách gì đó để thần kỳ mà trở nên hợp lý. Tôi đang nhắm đến những đối tượng mà tôi tin là đang hoặc đã bị bỏ sót bởi cảnh sát. Erodi là một ví dụ. Hắn là một tay cầm đầu đường dây buôn bán thuốc lớn. Trong một chiến dịch, một thám tử đã bẻ gãy 6 ngón tay hắn từng cái một và đá gãy cả 2 đầu gối. Đây là việc có thể khiến một người nổi điên. Từ đó hắn xuống dốc và trở thành một kẻ bán thuốc lẻ. Chúng ta đang mù tịch. Mặc dù đây là sự điên rồ, nhưng có phương thức ở trong đó. Và chúng ta phải nắm giữ từng manh mối một. Tôi từng có lời khuyên là ông nên kiếm thêm vài thám tử cho vụ này, đại tá. Được rồi, anh có bốn người cho họ biết các chi tiết, làm nó trở thành ưu tiên của họ. Cảm ơn các anh. Tôi nghĩ chúng ta có thể thông báo là chúng ta đã bắt nhầm người. Nem azokat kaptuk el, akiket kerestünk. May mắn là chúng ta đã không phát sóng sai lầm của mình. Sajtónak a melléfogásunkat. Sai lầm của chúng ta. Đó là từ mới của việc biến mình thành thằng ngốc hả? Đặc dù Hondon, mọi việc tiến triển thế nào rồi? Mọi thứ sẽ xảy ra theo trình tự. Tôi hiểu. Đại tá, tiếp theo là gì? Dân. Igen. Tôi hiểu.
Đại tá, bước tiếp theo là gì? Anh tham gia cho chúng tôi không? Chúng tôi sẽ đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án ở đâu? Ở một nhà máy bảo quan. Một cảnh sát được tìm thấy đã chết. Người thứ tư. Đại úy Edevri đang tiếp cận hiện trường vụ án. Thông báo đến vào một tiếng rưỡi trước. Cảnh sát quận đến đây đầu tiên. Đội điều tra đang trên đường tới. Cảm ơn. Tạo dòng bảo vệ đi. Giữ phóng viên bên ngoài. Mở anh ta ra. Chúng ta biết anh ta đây không? Fegen Deradi. Anh ấy là trung úy đầu tiên của đội án mạng. Đã từng ôi chúa ơi. Còn lại là sự im lặng. Xong rồi, làm ơn đưa anh ấy ra đi. Đặt vô hình đơn. Đặt vô hình đơn, anh xong chưa? Em biết không, Ellie, bọn chúng không thông minh được một nửa em đâu. Anh nói gì cơ? Nó nằm trên khắp các bản tin sáng nay. Phải đi rồi, đâu đi, gọi em nhé. Dĩ nhiên em yêu. Hôn em ở mọi nơi. Đâu con lợn. Có thể có một vài lý do mà tôi sẽ sớm nói tới. Hello. Alo. Xin chào ông Binger. Nhà tài trợ bí ẩn. Lâu rồi tôi không nghe thấy giọng anh. Giọng anh khàn rồi đấy. Viêm phế quản. Viêm phế quản à? Đồ không vui rồi, Burger. Tôi có thể hỏi mục đích ông gọi điện được không? Tôi chỉ đơn thuần muốn cảnh báo anh về khía cạnh nguy hiểm thôi. Có một vài người đang tìm kiếm anh một cách hệ thống, với một quyết tâm rất lớn. Có cả hàng ngàn thằng ngốc đuổi theo tôi. Tất cả cảnh sát ở Budapest đều đuổi theo tôi, nhưng cũng chẳng làm gì được gì. Ừ, nhưng người này thật sự có cơ hội tìm ra anh đấy. Dớ dẫn. Chúng tôi chưa bao giờ để lại dấu vết. Tôi chỉ muốn cảnh báo anh thôi. Nếu anh không quan tâm tới chuyện hắn tìm ra anh. Được rồi. Tên cảnh sát đó là ai? Hắn không phải là cảnh sát. Không phải hả? Hắn là một đặc vụ Interpol. Tên hắn là John Hondon. Vì Likadi, vì những người thấp kém. M-
Mondja Holden. Nói tôi nghe đây đặc vụ Holden. Vậy cái bất kỳ quả là manh mối duy nhất của chúng ta. Tại sao anh lại giữ nó bí mật vậy? Tôi có cảm giác là bọn chúng có tay trong giúp. Cái gì? Ý anh là chúng ta không thể loại trừ điều đó được. Bọn chúng biết quá nhiều, quá nhiều chi tiết. Bọn nó biết quá rõ có thể tấn công ai mà không thu sự chú ý, và làm sao để tránh để lại dấu vết. Cũng vậy thôi, sự nghĩ đó cũng không giúp gì nhiều cho ba chúng ta. Đúng. Và đó là lý do tôi gửi bất kỳ quả tới London cho một phù thủy máy tính. Họ sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm ra hắn ta có vấn đề gì với luật pháp không. Chúng ta không thể để lại những tên đó đồng thời được thông báo về việc đó. Nếu anh ta không có hồ sơ phạm tội, vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc săn người. Còn nếu anh ta có hồ sơ phạm tội và anh ta có hồ sơ trong đó trong một giờ, làm sao chúng ta ngăn chặn thông tin rò rỉ đến những kẻ bị cáo buộc giết người trước khi chúng ta bắt được chúng? Đơn giản thôi. Chúng ta sử dụng số lượng người tối thiểu để bắt chúng, nhằm hạn chế việc có kẻ phản bội trong chúng ta. Anh nghĩ số lượng là bao nhiêu? Ít nhất có thể chỉ ba chúng ta. Anh biết điều đó là làm trái ngược hoàn toàn với lệnh của Risty. Ngoài ra, nếu chúng ta không may thất bại khi bắt chúng thì coi như chúng ta xong rồi đó. Anh có thể tưởng tượng được chúng ta thất bại bằng cách nào không? Có vẻ như tôi đã tìm ra giáo phái của anh rồi. Tôi tìm ra dấu vết đầu tiên của bọn họ vào thế kỷ 16. Những người này sống chủ yếu ở khu vực phía nam châu Âu. Họ tập trung thành những giáo phái, chia sẻ những khái niệm chung về vô thần, thu sự tham gia của các nghi thức tôn giáo. Tội sát đã được thực hiện như một nghi thức từ thuở đầu tiên. Rồi biểu tượng xuất hiện ở thế kỷ 17, hai thanh kiếm trong một vòng tròn. Từ đó trở đi, biểu tượng này được tìm thấy thường xuyên, được sơn lên cái nành chân trong một hình dạng nào đó. Trong khoảng thời gian này, mọi người thường gọi họ là một giáo phái. Họ được gọi là Corps Mortuum. Corps Mortuum. Nó có nghĩa gì với anh không? Không gì cả. Mà nó có nghĩa là gì? Và đó là ngôn ngữ gì? Đó là tiếng Latin. Dịch sát nghĩa nhất sẽ là cái chết của cảnh sát. Họ luôn giết cảnh sát à? Hầu hết là vậy. Tôi cho rằng họ muốn thể hiện sự hung hăng và bạo lực của mình, nên họ chọn giết cảnh sát. Làm sao mà một giáo phái mang rợ như vậy lại không để lại dấu ấn gì trong lịch sử? Tôi nghĩ chủ yếu là do nhà thờ và những người có quyền cố gắng giữ những tai nạn trong bí mật. Họ chiến đấu với chúng bằng lửa và kiếm, nhưng luôn phủ nhận sự hiện diện của chúng. Việc này làm tăng khả năng của ta trong việc giới hạn ra vòng tròn chú ý trong chủ đề này. Câu hỏi là ai có thể tiếp cận được những thứ này và bằng cách nào? Cô có thể là một danh sách những người đáng cân nhắc có liên quan đến chủ đề này được không? Dĩ nhiên rồi, tôi đã nói với anh. Tôi đã nghe về vụ án mạng mới. Tôi rất tiếc. Ừ. Và nó còn làm cho con lửa lớn hơn nữa. Alo. Mở TV lên. Tôi sẽ làm mình thoải mái tại buổi họp báo của cảnh sát. Một lệnh bắt khẩn cấp quốc gia và quốc tế đã được cấp đối với người đàn ông trong hình. Đây được xem là nghi phạm chính trong vụ án giết cảnh sát. Nói thật là tôi vẫn không tin được anh là người đã giữ bí mật về bất kỳ quả đó trong nửa ngày. Còn nữa, đồng nghiệp của tôi giúp anh nữa chứ. Như thưa đại tá, chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ hộ tống và giám sát anh ta. Làm sao chúng tôi biết được anh ta sẽ lấy kết quả trên đường? Xin ông hãy hiểu. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng sau đó tôi phải chấp nhận lý lẽ của anh ta. Nói cho tôi về cuộc điều tra của anh đi. Vẫn chưa có gì nhiều. Hai hoặc ba người chúng tôi không thể chắc chắn ngay bây giờ đang được giám sát thường xuyên, nhưng tôi không có hy vọng nhiều lắm.
chờ khi chúng ta làm cái gì đó khác. Trong tiến hành nghiên cứu tài liệu, tôi thấy việc đó ổn. Thưa thiếu tá, hãy xem coi cuộc đi săn cho có kết quả gì. Tôi sẽ xem qua danh sách mà giáo sư Tisai gửi đến. Danh sách gì? Chúng tôi có danh sách này nữa tiếng. Tôi quý cô làm việc nghiên cứu. Có một chương trình tại khoa lịch sử 10 năm về trước, lịch sử tôn giáo của châu Âu. Chương trình này kéo dài được 6 năm. Vì giáo sư chắc chắn là sinh viên học về Potter trong thời gian này. Chúng ta có danh sách của những sinh viên tham gia chưa? 57 sinh viên trong 6 năm. Còn cuộc săn người thì sao? Chúng sẽ hoảng sợ và hành động dội dàng. Những cái hành động dội dàng sẽ phạm sai lầm. Và đó là khi chúng ta có mặt. Chúng ta sẽ có mặt. Xin chào sếp. Cái gì đây? Không thể nào. Được rồi, bình tĩnh lại. Làm thế nào bọn chúng tìm ra? Bình tĩnh. Đó là câu hỏi, làm thế nào chúng tìm ra? Mày chắc là đã làm lỗi chuyện. Không, tôi không có làm. Mày bực mình trong quá độ rồi nói ra. Hoặc là trên giường có một con ả nào đó. Đừng có chuyện gì với tôi. Tôi là người không làm hỏng chuyện, anh biết điều đó mà. Chúng ta phải tìm ra làm sao. Chỉ có mặt mày là trên bản tin. Và còn đó là một bức hình cũ nữa. Tôi cắt tóc từ 6 năm trước rồi. Và tấm hình này còn lâu hơn như vậy nữa. Có người nào đó cho chúng miêu tả của mày. Người nào đó từ quá khứ của mày. Ai? Thằng khỉ nào đã miêu tả mặt tôi quá khứ cho cảnh sát vậy? Còn hình xăm của mày, mày có khoe nó không? Không, tôi rất cẩn thận. Là có người đã thấy biểu tượng này trên người mày 7-8 năm trước và rồi mới miêu tả mặt mày cho cảnh sát thì sao? Phải rồi, thằng quái nào lại nhớ hình xăm của tôi từ 10 năm trước vậy? Không biết, tìm lại giải thích đi. Tôi không thể đưa ra cái nào cả. Nhưng giờ tôi biết cảnh sát đang lục soát tôi và chúng cũng có manh mối tốt nữa. Được rồi, mày ở đây, trong nơi ẩn náu. Nó chống cả hạt nhân. Ở đây chúng không tìm ra mày đâu. Nếu chúng tìm mày bằng tấm hình cũ này của mày, chúng ta sẽ xóa bỏ hình xăm của mày. Vậy à? Bằng cách nào? Anh muốn đốt nó à? Ta rất vui lòng làm việc đó. Nhưng ta không muốn nó để lại dấu vết. Chúng ta phải tìm một bậc thầy xóa hình xăm, người có thể vẽ đè lên nó đến mức không thể nhận ra bản gốc nữa. Ừ, tốt hơn thì đó là những đứa chơi mô tô. Những đứa sẽ không phản bội lại người của nó, kể cả bị đe dọa tính mạng. Anh biết người nào không? Có một thằng Bosnian. Người của Apache. Tên nó là gì? Paco. Tao nghĩ vậy. Nghe đến nó chưa? Chưa. Chưa bao giờ nghe. Này, các anh đều nhớ vụ này, vụ nổ súng của tháng 3 vừa rồi. Cảnh sát có một cuộc đấu súng với một băng đảng có vũ khí và hai người chân thường bị chết. Tamás Kapati, 21 tuổi, còn Mata Afraro, 19 tuổi. Cả hai đều bị giết bởi đạn của cảnh sát. Gia đình của Apati thương tiếc trong im lặng. Nhưng bố của cô gái đã làm lớn chuyện. Ông ta buộc tội chống lại mọi người, chống lại những cảnh sát có liên quan. Đại quý Edevari, ngài thị trưởng, tất cả mọi người. Các thủ tục chỉ chống lại những cảnh sát có liên quan tới vụ đấu súng, nhưng họ được tha bổng vì xem xét đến tình huống. Đúng, trong vụ này thì không thể phủ nhận những tên tội phạm đã nổ súng trước. Bên cảnh sát đã đền bù một khoản lớn cho gia đình. Phần lớn số đó thì được dùng để chữa trị tâm lý cho bà mẹ. Người bố tên là Zlatan Farago. Đây là hồ sơ và địa chỉ của ông ấy.
Dạ thì chúng ta thật sự không thể thoát ra. Tôi đồng ý. Ừ, chúng tôi đã ở hiện trường vụ án rồi. Gửi tất cả đơn vị của quận tới đây. Chúng ta cần phải thẩm vấn tất cả dân cư trong bán kính hay tòa nhà. Gửi một bác sĩ đến nhà của đại tá và đại úy của Idevera và một bác sĩ tâm lý nữa. Tôi sợ rằng vợ của họ sẽ suy sụp. Tôi muốn đội phân tích với những người giỏi nhất bắt đầu làm việc đánh giá hình ảnh này từ máy quay giám sát trong bán kính 5 km của hai hiện trường. Tôi sẽ gọi họ sau. Tôi muốn thủ tục y như vậy được làm ở sở cảnh sát và hình ảnh từ camera. Tôi muốn có báo cáo những việc nhỏ nhất và tôi muốn chúng được đem tới đây. Dạ. Tại sao chúng ta chỉ biết về vụ bắt cóc của họ trong sáng nay như cách chúng ta từng biết? Sứ quan cảnh sát làm việc quá muộn đến mức vợ của họ để ý là không bao giờ về nhà, nhất là trong mấy ngày qua. Anh có nghĩ họ là... Mấy sinh nhật tôi đã làm việc trong 30 năm rồi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó. Đó là không cần thiết. Xin lỗi. Họ vẫn còn sống. Làm ơn đặc vụ Hondon, thay cho tôi cái thái độ tích cực vô nghĩa đi. Đây là hoàn toàn là chiến thuật, nghĩa là sao? Mức kết quả của những tên bị tình nghi mới được công bố trước hôm qua đúng không? Sao nữa? Và hai sứ quan cảnh sát cấp cao bị bắt cóc ngay tối hôm qua. Từ cái này chúng ta có thể kết luận chúng muốn con tin. Con tin như là một thứ cơ bản để đàm phán mà mọi chuyện tiến triển xấu cho chúng. Ừ, phải như vậy. Giờ khi dòng còn sống nhưng không có dấu vết gì, Rishi. Tôi sẽ lo việc đó. Và tôi rất tiếc. Rezes? Már is intézkedem. Tôi không thể tin được. Sajnálom. Ezt nem hiszem el. Mondjad már, hogy mi van. Chú ý Harry cũng bị biến mất. Úgy tűnik, hogy is elrabolt. Có lẽ là vậy. Đó có thể là dấu vết mà chúng ta đang mong đợi. Anh vẫn nghĩ cơ hội ta còn sống không, Sensei? Sự việc trung úy Harry bị bắt sống nhấn mạnh rằng có những chiến binh thật sự trong những kẻ tấn công. Vậy tôi không phải là những kẻ đánh đường phố hay là những kẻ được mướn, mà là những chuyên gia võ thuật. Và tôi muốn tìm chúng. Chắc chắn là chúng đến những câu lạc bộ để tập luyện, nên hậu quả là sẽ để lại dấu vết. Mò kim đáy bể hả? Có thể như vậy, anh đã đúng đấy. Nhưng người của chúng tôi đã luyện tập nhiều năm để có thể tấn công trung úy Harry hoặc với một nhóm. Ngay tại lúc này, hàng trăm cảnh sát đi khắp các câu lạc bộ xem xét danh sách thành viên và địa chỉ của họ. Thậm chí là do ngược lại tới 20 năm trước. Nhiệm vụ của chúng tôi là gì, Sensei? Chúng ta sẽ có phần lớn đấy. Judo, nhu thuật, karate. Một loại võ đều có những câu lạc bộ mất danh tiếng. Và chúng ta sẽ đến những nơi đó theo nhóm 6 người. Xin chào giáo sư. Xin chào. Chào buổi sáng, Susa. Ồ, chúa và giáo sư, ông làm tôi đau tim quá. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi giúp gì được không? Không, không. Tôi chỉ nhìn xung quanh thôi. Cô biết đó, tôi như một con chó giám sát già nua thôi. Và cái gì đó, tài liệu nghiên cứu, hay là cô vẫn đang điều tra cho cảnh sát? Tôi không điều tra không, tôi chỉ được nhờ làm nghiên cứu đơn giản thôi, nhưng tôi làm xong rồi. Ừ. Tha lỗi cho tôi và đã đưa họ đến cho cô. Tôi vui vì tôi có thể giúp được. Đó là nếu tôi có giúp được cho nghiên cứu của mình. Tôi chỉ lo đó có thể là một trong những sinh viên của chúng ta.
nên có thể tôi đã biết chúng. Esetleg a médiákunk volt, így még ismerhettem is. A médiákunk? Sinh viên của chúng ta. Tudja, dạ, professzor úr, tại biết đấy, volt ez a chúng ta từng dạy lịch sử tôn giáo vài năm trước. Sao nữa? A các thám tử đã cho thấy sự quan tâm đến những sinh viên. Quan tâm. Nekem tôi có một ấn tượng là họ quan tâm nghiêm túc khả năng sinh viên đã bắt chước những giáo phái mà họ đã học được ở đây. Tôi không nghĩ vậy. Không, tôi nghĩ cảnh sát cũng đang điều tra các trường đại học khác thôi. Tôi chỉ thấy khó giải quyết sự thật là cá nhân tôi đã biết chúng. Ừ, điều đó thật khó. Được rồi, tôi sẽ để cô lại với nó. Công việc có thể làm sau nhãn cô. Có lẽ vậy. Nhưng sẽ không dễ đâu. Hãy cho tôi biết nếu cô cần giúp gì. Cánh cửa của tôi luôn chào đón. Chúng ta đang đợi gì đây? Chúng ta có hẹn với Apache. Anh ta sẽ giúp chúng ta. Bằng cách nào? Anh ta sẽ dẫn chúng ta đến nơi không có trên bản đồ, nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ tự mình đến được. Đây là trò đùa à? Đi nào, những người khỏe nhất đang tập luyện dưới lầu. Hầu hết bọn họ được thuê bởi một doanh nhân. Và phòng tập ở trên cho đến ngụy trang. Họ cũng có bài tập bình thường. Họ toàn là những nhà vô địch và đã tham gia rất nhiều cuộc thi. Mấy người này là ai? Vệ sĩ của anh bạn à? Đây là nơi họ giữ gián lính đánh thuê, người thi hành án. Những kẻ bình thường muốn tạo nên tên tuổi cho mình. Nhìn ai đang ở đây này, Apache, Abilaka. Hay là muốn tập luyện. Đây là tôi là John Holden của Interpol. Và đây là đồng nghiệp của tôi. Anh mang cảnh sát đến phòng tập của chúng tôi à, Apache? Tôi sẽ hỏi những câu liên quan đến một chủ đề và tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Anh thật sự tin rằng thành viên của giáo phái với cảnh sát tập luyện ở đây sao? Nó nằm ngoài vấn đề tôi nghĩ. Việc anh cần là trả lời thôi. Anh tên gì? Nếu anh muốn biết tên tôi thì hỏi thằng đó đi. Hắn là kẻ cung cấp thông tin. Tận dụng những phẩm chất của hắn. Hai người có giải thích nhau nhỉ? Có lý do đó. Đó là Migos Baby. 20 năm trước, không có võ sĩ đường phố nào tàn bạo hơn hắn trên khắp Đông Âu. Một kẻ thi hành án mang rợ nhưng rồi hắn đối mặt với tôi trong một trận có giải thưởng. Kể từ đó, mũi hắn có dạng như vậy. Sau đó cũng không còn là một võ sĩ nổi tiếng nữa. Cẩn thận nhé cái mũi đó, để nó không bị gãy hôm nay nhé. Bình tĩnh nào. Không có một nào lão làng trong trận knockout, sửa lại nếu tôi nói sai. Nghe này Sonny, tôi còn không thể đảm bảo ngày hôm nay anh có thể tự về nhà một mình được hay không. Chúng ta có thể tiếp tục ở đồn nếu ông thích. Bỏ đi Johnny. Một khi tên hệ này ngửi thấy mùi máu thì hắn không để lại cơ hội tụt khỏi tay đâu. Dù sao thì hắn cũng dành sự chú ý đến tôi như cái mông của hắn. Nghe này baby, thỏa thuận như vậy nè. Chọn bất cứ người nào của ông, tôi sẽ đánh với hắn. Nếu hắn thắng, cảnh sát sẽ biết mất. Tôi thì bị đập và ai cũng vui. Nhưng nếu tôi thắng, anh có thể quên điều đó đi. Giả sử như tôi thắng thì anh phải trả lại câu hỏi của họ. Tôi không thích vậy. Dù sao thì tôi cũng đập anh. Còn tên cảnh sát phải đánh để giành quyền được thôi.
Legyen. Được thôi. Ez túl vậy thì quá tốt. Ennyi erővel akár anh bước vào lò mổ đấy. John, đó là ít tồi đấy. Ngoài cách này ra thì chúng ta không còn cơ hội để có được câu trả lời đâu. Lấy súng con ta và đứng ở cửa đi. Nếu có quý ông nào ở đây có định giờ sớm thì nhắm vào đầu gối của hắn. Được rồi, làm thôi. Thay bộ, di chuyển đi. Tôi đang chờ anh đây, người bạn tình. Không dạo đầu à? Xong rồi các anh bạn. Giờ chúng ta nói chuyện được chưa? Chúng đang đợi gì vậy? Theo các cuộc điều tra thì những nạn nhân bị hành hình ngay khi bị bắt cóc. Gấp như vậy sao? Chúa giữ chúng ta trong lòng tay của người, nhưng thỉnh thoảng lại vỗ tay. Thời gian còn lại bao nhiêu? Trong khoảng thời gian đủ dài, tỷ lệ sống sót của mọi người giảm còn không? Tôi nói rằng nhiều nhất là đến cuối ngày hôm nay. Vậy là đội giải cứu có một ngày. Đội giải cứu? Đội giải cứu nào? Khi mà anh là bộ não và anh là nắm đấm, không có lối thoát. Anh không hiểu hả? Geno. Chúng ta đang làm gì ở đây vậy John? Anh sẽ ngạc nhiên khi tôi nói với anh, tôi không biết. Lại đây. Sao? Anh tin không? Tôi biết. Chúng ta biết gì về Berger? Hắn ta 44 tuổi và là một người chơi xe mô tô. Có khả năng là lãnh đạo của một băng nhóm nhỏ. Ngạc nhiên là hắn có đại học, nhưng không có ngạc nhiên lắm. Hắn là đang ngưng giữa chừng. Võ sĩ Thái Boxing đã từng thắng một vài lần nhưng chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp. Như người ta hay nói, hắn ngạo quỵ trước bóng tối. Hắn có rắc rối với luật pháp một vài lần. Vẫn vô nhỏ thôi, chưa bao giờ ở tù. Anh tìm trong cơ sở dữ liệu của Otten chưa? Tôi đang tìm. Có vẻ hắn có một vài công ty. Cái gần nhất là một Rara Moto tên là Rimoto. Tôi không biết nó còn hoạt động không, nhưng địa chỉ là ở Bukavuki 111-113. Chúng ta sẽ coi thử. Hai thám tử nên đi với một đội biệt động. Kiểm tra chỗ đó. Dạ. Người thân họ hàng.
Bố mẹ hắn chết vài năm trước, hắn không có họ hàng nào được biết. Đang tiến hành điều tra bạn của hắn. Những tên mô tô không phải là kiểu dân sự sắp xếp cho một địa chỉ được đăng ký hay dạng như vậy. Anh có tính không chọn? Không có gì ở Interpol. Cho tới bây giờ. Đúng rồi. Có chuyện gì với việc tìm kiếm tên đầu não rồi? Không có gì. Chỉ có cảm giác là tôi đang bị đúng hướng. Thật ra, nó khó chịu mới đúng. Cái làm phiền tôi là cảm giác tôi đã tìm ra người của tôi rồi. Như đã quên một chú ý một thứ, ý là sao? Tôi có cảm giác hắn đã ở trên danh sách của tôi, nhưng mà cách nào đó, hắn lại tránh được sự chú ý của tôi. Nghe khá là ngu ngốc, tôi biết. Thiếu tá, anh biết tôi xoay sở làm sao để tìm Berger không? Tôi biết, hắn có ra một võ sĩ với lý lịch có vài trọng tội nghiêm trọng. Gần như là vậy. Khi chúng tôi rời khỏi trung tâm của Budo, tôi có cảm giác tôi đã có bằng chứng, nhưng tôi đã bỏ sót nó. Sau đó, cảm giác ấy không để tôi yên, nên tôi chờ đến khi chúng được xác nhận. Ý tôi muốn nói là hãy tin trực giác của mình. Cảm ơn. Đặc vụ Hondon, có người đến gặp anh. Anh muốn gặp à? Theo tôi đi. Tôi mừng vì anh ở đây. Sao vậy, có chuyện gì? Có vẻ như chúng ta đã xác minh được cả đó rồi. Đó là tin tốt phải không? Phải, nhưng ta không có nhiều thời gian. Anh muốn làm gì? Gori Berger, dân chơi Boto, thái boxing, nhà chủ địch và là một võ sĩ khét tiếng. Anh biết hắn chứ? Biết. Cả cái đó nhỏ, hắn cố gắng tạo dựng tên tuổi cho mình một cách tích cực, nhưng hắn chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn. Hắn từng bị xuống tinh thần trầm trọng một hay hai lần. Anh đã gặp hắn như một người chơi mô tô chưa? Đứa cặn bã của những đứa cặn bã làm cho môn này bị mang tiếng xấu. Một thằng ngu nói nhiều với một cái băng đảng thừa để hợp bọn. Tụi nó cố kiếm chuyện với tôi một lần. Dạ sao? Tôi nói anh rồi. Hắn chưa đạt tới tiêu chuẩn. Nói tôi nghe, Mazat, anh biết chúng tôi có thể tìm chúng ở đâu không? Anh biết quán rượu chúng hay tới hay nơi ở thành viên nào trong bang không? Tôi không theo dõi địa chỉ của bọn chúng, nhưng tôi biết một giờ hợp đêm mà chúng hay tới chơi, gọi là trụ sở của chúng nếu anh thích, nhưng chỗ đó chả ra cái gì cả. Nếu một người chơi mô tô gặp rắc rối và họ biết họ gặp rắc rối, họ sẽ biến mất. Tất cả băng nhóm đều có nơi ẩn nấp. Và họ đảm bảo là không có ai tìm ra. Nhưng khi chúng ta bắt đầu gây chuyện với tôi, chúng tôi đã tìm ra chúng. Nên tôi chắc chắn giờ anh có thể tìm ra chúng. Frankie, tôi sẽ lấy tất cả dữ liệu về các doanh trại, bản đồ xung quanh các lớp và tình trạng tòa nhà. Dân, tôi đang ở trên hệ thống vệ tinh. Thiếu tá Romani, Rizit đây. Chúng tôi bắt được chúng rồi. Một doanh trại xung quanh của Nga ở ngay ngoại ô thành phố. Toàn bộ đã được gửi tới, gặp anh ở đó. Trung úy, các đơn vị sẵn sàng, chiến dịch bắt đầu trong một phút nữa. Dân, đây là khu vực rộng lớn. Tất cả các lực lượng có thể triển khai từ tất cả các đồn cảnh sát. Đi ngay. Dân, thiếu tá, sao? Băng hành vệ tinh trực tiếp từ London gửi mã chưa cập. Cảm ơn. Rồi nói lên màn hình lớn. Rest. Đường vào đã bị chặn. Trực thăng sẵn sàng đang đợi lệnh. Kiểm tra lần cuối. Đội Alpha đang tới. Toàn bộ khu vực đã được phong tỏa. Người của tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Có thông tin gì về con tin không? Không nhiều lắm. Họ phải ở trong tòa nhà chính. Vấn đề là chúng tôi không biết chỗ nào. Chúng tôi phải vào trong một mình thôi. Chúng ta phải làm vậy. Ý anh là sao? Đây là thông tin mật. Tôi còn không được tự mình nhìn nó. Tại sao lại là bây giờ? Thời gian đã chín muồi. Được rồi. Chúng ta không bị mù. Cơ hội của chúng ta đã được tăng lên. Chúng ta biết bọn chúng ở đâu và con tin vẫn còn sống. Đến lúc khởi động chiến dịch rồi. Delta vào vị trí ở hướng bắc. Giữ liên lạc nhé.
xuống tầng hầm dưới nào, xem các cô gái sao rồi. Được rồi, Putin, Martin. Tôi rất tò mò về việc những kẻ thất bại này sẽ nói gì. Chúng ta sẽ bắt đầu dài. Mancha Borada. Nhà thơ hả? Ừ hắn. Ở lại đây, đại úy, đi đi. Có chuyện gì dưới đó vậy? Hai trong bốn tên đã gục tại phòng của mình. Hà đi. Xuống trở lại. John, một cái bắt đầu đi xuống một trong các con đường ngầm. Hắn đi về hướng đông. Hãy ở lại máy tính, anh là tai mắt của chúng tôi. Hết đạn rồi. Thank you.
Yêu thuốc cuối nhé. Nếu mày muốn. Tao sẽ ra khỏi đây. Một cách tưởng tuyệt vời. Nhìn kỹ đi. Đây là lần cuối mày được nhìn đó. Thank you.
Tôi muốn tăng cường gấp đôi người canh gác cho các thành viên trong băng đảng bị thương tại bệnh viện và mọi lúc. Vâng. Tại nhà của đại tá của Edevari, tôi muốn có một đội quan sát cho đến khi có chỉ thị khác. Vâng. Anh có thể cho chúng tôi biết tại sao việc này vẫn cần thiết được không, trung quý? Vụ này kết thúc, đại tá Riti nói vậy. Rất cảm kích John. Chắc anh là mất cái này, tôi tìm thấy nó trong xe tôi. Tôi tìm nó muốn điên lên, may là anh tìm ra nó, cảm ơn nhé. Tôi nghe nói Caroli có chuyện với giả thuyết của anh rồi. Tôi tìm thấy một manh mối thú vị vào ngày hôm qua trong cuộc thẩm vấn Berger. Hắn ta nói đến một kẻ gọi điện bí mật, sắp xếp hết mọi việc. Vậy hắn có tồn tại? Vậy là vẫn chưa kết thúc. Hắn ta được nhận 10 triệu cho mỗi vụ giết người. Không tệ. Hắn ta chỉ cố làm cho mình khỏi bị kết tội là đầu não thôi. Không cần thiết phải như vậy. John, tên anh có được nhắc khi anh bắn hắn không? Không, nhưng cái đó thì có gì quan trọng? Berger nói rằng khách hàng của hắn kêu hắn phải chú ý đến anh. Có nghĩa là... Đúng vậy con trai. Có nghĩa là khách hàng của hắn là một cảnh sát. Điều đó không nhất thiết phải đúng. Không ai biết sự có mặt của anh trong vụ điều tra, chỉ có cảnh sát thôi. Ban đầu thì có vẻ như vậy. Nhưng nếu chúng ta nghĩ về nó từ giây phút John đến và tham gia vào cuộc điều tra, anh ấy đã gặp rất nhiều người, một cách chính thức và hơi không chính thức vào buổi tối. Làm sao chúng ta đến gần hơn cho giải pháp? Điều đó gợi ra một khả năng tuyệt vời. Chúng ta đã đi theo một manh mối khác và đã tới được tên khách hàng. Chúng ta đã đứng đối mặt với tên giết người. Tôi nghĩ chúng ta cần xác minh thời điểm mà tên rác rưởi này nhận được cuộc điện thoại đó. Rồi những người gặp John ở thời điểm sau đó sẽ được gọi ra. Lịch sử của cuộc gọi lưu trữ với công ty viễn thông có thông tin chính xác. Cuộc gọi đến từ một buồng điện thoại. Ừ. Hắn biết khi nào cuộc gặp gỡ có thể diễn ra. Đây là danh sách các chương trình trong ngày đầu tiên. Theo thứ tự thời gian mà tôi thấy vụ án có thể dẫn đến tên bí ẩn này. Nhưng tôi không biết đó là cái nào. Vậy đây là một đoạn trích từ vụ án mà tôi đã nghiên cứu. Mấy anh xem qua chút đi. Tên giáo sư. Amelyeken végigrágtam magam. Megteszitek? Hát biết chuyện này bao lâu rồi? A professzor úr. Mióta tudod ezt? Chuyện này thật không thể tin được. Sau cùng thì hắn là người đủ thông minh để sắp xếp mọi việc một cách cẩn thận từ đầu. Chúng ta có liên kết giữa hắn và tên Berger. Chẳng trách hắn tẩy trai cuộc điều tra sau khi thấy biểu tượng.